Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin S News. Ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình cập nhật những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Liên quan đến vụ việc mua tôm hùm cho vợ ăn rồi quay clip nóng giữa vợ và bạn thân và đăng tải, người vợ trong câu chuyện đã chính thức lên tiếng. Trên mạng xã hội không ngừng lan truyền những bài đăng về việc người chồng mua tôm hùm cho vợ, sau đó tự mình quay lại clip nóng giữa vợ và bạn thân. Những thông tin này không ngừng đánh vào tâm lý tò mò và thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Dù chưa biết thực hư câu chuyện, nhưng ngay dưới các bài đăng là một loạt bình luận xin link vô cùng phản cảm. Thậm chí một số tài khoản còn đăng tải những bức ảnh với nội dung khá nhạy cảm của một cô gái, hay chỉ đơn giản là đưa ra một dòng thông báo bản thân có clip và yêu cầu những người khác cung cấp thông tin như số điện thoại, tài khoản mạng xã hội để được gửi riêng. Không ít người vì tò mò nên đã lập tức làm theo những lời chỉ dẫn này. Chị MH, người vợ bị coi là một trong hai nhân vật xuất hiện ở đoạn clip nóng đang được chia sẻ rầm rộ, bức xúc cho hay, mọi chuyện đều là do cộng đồng mạng tự biên tự diễn mà ra. Người trong đoạn clip đang được chia sẻ chắc chắn không phải mình. Những đoạn video đó là do em chồng mình ghi lại khi đi chơi trong một quán bar tại Rạch Giá và có gửi cho một người quen rồi không ngừng bị lan truyền. Hai người trong đó đều là tiếp viên của quán. Cả mình và chồng không hề xuất hiện trong đoạn clip. Bản thân mình cũng không hiểu sao lại có thông tin lan truyền như vậy. Tôi đang rất phẫn nộ khi bị làm phiền và bôi nhọ bởi một số sự việc hoàn toàn không liên quan đến bản thân mình. Sáng giờ trên mạng không ngừng chia sẻ Facebook của mình và chồng. Không chỉ riêng chia sẻ lên mạng, những người này còn tìm ra cách liên lạc với người thân trong gia đình của mình, không ngừng chửi bới và nói những lời rất khó nghe. Giờ bạn bè, họ hàng liên tục gọi điện hỏi, mình cũng không biết phải nói sao nữa. Hiện tại vụ việc vẫn đang nhận được sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Chúng mình là S News, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi những tin tức này. Ngoài ra, quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe cho S News.